Xin chào các bạn, thời tiết hôm nay khá là nóng. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một bộ trước cửa tự động dành cho dòng xe Cerato. Bộ này không giống như những bộ trước cửa tự động khác. Bộ này có tính năng là ra khỏi xe, tự động khóa đến gần tự động mở. Đấy là cái điểm nổi bật của thiết bị này. Sản phẩm 100% cắm rác. Chúng ta chỉ cần cắm hai rác là có thể hoạt động rất tốt. Có tính năng là ra khỏi xe tự động chốt đến gần tự động mở. Ngoài ra nếu như chúng ta muốn duy trì cái tính năng đi tự động khóa ở tốc độ 20 km/h thì chúng ta sẽ vẫn duy trì được. Đấy chưa? Nếu chúng ta không muốn tính năng đi chốt cửa tự động khi đi 20 km/h thì chúng ta có thể bỏ một số giây thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt này cái sản phẩm cắm rác. Rác màu đen này lắp ở bên phụ và rác màu trắng này lắp ở bên lái. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tháo gỗ ra. Chúng ta tháo gỗ bên sườn. Đấy. Đây là chúng ta đã tháo gỗ bên sườn rồi nhá. Gỗ bên sườn này thì rất đơn giản thôi, có một con ốc ở lỗ vị trí này. Ốc đây. Chúng ta xoáy ra và chúng ta giật là được. Ok. Chúng ta tháo nốt ốc bên phụ. Chúng ta xoáy ốc. Chúng ta giật ra. Ok. Chúng ta tiến hành quảng luôn đây. Rồi. Chúng ta tiến hành rút dây sang. Ok, rút dây sang. Sang bên này. Ok. Rồi, chúng ta kéo dây sang. Ok. Kéo dây sang. Đấy. Ok, tiếp theo. Chúng ta đi về đấy và mình lên, thì lên. Ok. Cái này có một cái rắc màu đen. Đấy, chúng ta rút ra. Chúng ta cắm chuyển đổi. Rút ra cắm chuyển đổi lên. Ok, sau khi cắm chuyển đổi xong chúng ta sẽ dùng dây thít để thít lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ cổng ODB ra. Ok. Cổng ODB 2 này thì có một vị trí rắc đấy. Đấy, chúng ta rút ra. Ok, rút ra đây ra. Đây, chúng ta rút cái này ra. Cắm chuyển đổi. Ok, cắm chuyển đổi vào. Rồi. Xong chúng ta lại cắm vào đúng vị trí đấy. Rồi, các bạn nhìn ra kia, ok, cắm vào. Khi cắm chúng ta hơi cậy cái nhựa ra một chút. Đấy, thấy chưa? Chúng ta đã cắm thành công rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ok. Hơi cắm rồi thì chúng ta sẽ dùng mô đun để cắm vào. Cắm mô đun vào. Ok. Sau cắm mô đun vào thì chúng ta sẽ thít dây. Bây giờ chúng ta thiết dây và chúng ta xoáy ốc. Xin chào các bạn, sau khi lắp đặt xong thiết bị này thì mình ra khỏi xe cầm chìa khóa theo thì ngay lập tức cửa sẽ tự động khóa. Các bạn nhìn thấy là cửa sẽ tự động khóa. Mọi thứ tự động. Trong khoảng thời gian 15 giây chúng ta quay lại thì cửa sẽ tự động mở. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cầm khóa qua cửa lái nhá.